thì mình đã tìm hiểu về những cái yếu tố tiên quyết để lựa chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Và mình nghĩ mình xứng đáng trở thành Hoa hậu bởi vì mình đáp ứng được những cái tiêu chí đó. Và trên hết là tiêu chí năm nay là Hoa hậu là một người có trái tim dũng cảm. Và mình nghĩ là mình cũng là một cô gái có trái tim dũng cảm, cho nên mình nghĩ mình xứng đáng. Mình không biết là mọi người có sợ không, nhưng mà mình thì không sợ. Bởi vì nếu mà bạn đã nổi tiếng rồi thì chắc chắn là bạn phải đối mặt với những cái vấn đề, ví dụ như là anti-fan, hoặc là sẽ có rất nhiều người ghét bạn. Trong khi bạn là một cái người bình thường thì đã có rất nhiều người ghét bạn rồi, chứ không phải đợi tới lúc bạn nổi tiếng. Cho nên là mình nghĩ là không có việc gì phải sợ hết. Chuyện gì đến sẽ đến, và quan trọng là cái cách mà mình đương đầu với những cái chuyện đó ra sao. Cái quạt à, mình nhìn vào số 2 mà mình thấy, mình nói là số 10 kia mà, đó là kim đồng hồ chỉ, số 2 là chỉ Phúc, 10 Phúc kim tháng 5. Những cô gái xuất sắc nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chính thức lộ diện. Họ đã sẵn sàng để tỏa sáng trong đêm bán kết ngày 3 tháng 12 2019 và đêm chung kết 7 tháng 12 2019 tại sân khấu trong nhà lớn nhất Việt Nam, Rao Center, nơi vương miện Ray Hut sẽ tìm thấy chủ nhân. Tự hào sở hữu vé xem Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, liên hệ hotline 0903 017 840 hoặc 0902 595 980.